Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sống Xanh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hướng người tiêu dùng đến với những cái sản phẩm xanh, sản phẩm thân thiện với môi trường, để từ đó thì bảo vệ sức khỏe cũng như là góp phần bảo vệ môi trường sống, thì đã có một điểm kinh doanh xanh được hình thành. Vậy thì trong chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi đến để tìm hiểu và trải nghiệm cái điểm kinh doanh xanh này nhé. Vâng, như quý vị và các bạn đang thấy là hiện tại thì tôi đang có mặt tại điểm kinh doanh xanh, và đứng cạnh tôi lúc này đây là ông Trường. Ông là phó giám đốc phụ trách của Trung tâm Khuyến công Tư vấn và Phát triển Công nghiệp của tỉnh Điện Biên. Dạ vâng, xin chào ông ạ. Vậy ông có thể chia sẻ một chút về cái điểm kinh doanh xanh này ạ? Vâng, thưa là để thực hiện cái nhiệm vụ được phân công của trung tâm, thì trung tâm đã phối hợp với siêu thị O3. Thì siêu thị O3 là một cái đơn vị phân phối hàng hóa lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên, và chúng tôi đã lựa chọn siêu thị O3 để cùng phối hợp xây dựng cái điểm kinh doanh xanh. Dạ vâng, vậy thì cái điểm kinh doanh xanh này thì đã được mình hình thành từ bao giờ, và trong khoảng thời gian tới thì mình sẽ duy trì cái điểm này làm sao thưa ông ạ? Vâng, kinh doanh xanh thì chúng tôi triển khai thực hiện theo đề án đã được phê duyệt và bắt đầu thực hiện từ tháng 7 năm 2024. Đấy, thì chúng tôi muốn là duy trì thường xuyên cái điểm kinh doanh xanh này, không những tại siêu thị O3 mà muốn lan tỏa cái ý thức bảo vệ môi trường, và muốn lan tỏa đến nhiều các cái cửa hàng siêu thị khác và các cái nơi khác nữa, để làm sao cho các cái hệ thống có các cái điểm kinh doanh xanh ngày một nhiều. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho em cũng như là khán giả được biết về cái không gian của cái điểm kinh doanh xanh này ạ? Điểm kinh doanh xanh này thực ra thì trung tâm và siêu thị cũng đã lựa chọn những cái mặt hàng có tính chất là thân thiện, an toàn với môi trường và sức khỏe để trưng bày và giới thiệu và phân phối đến người tiêu dùng. Ví dụ như là những cái túi đựng rác, túi đựng thực phẩm tự hủy sinh học thay thế cho túi ni lông. Rồi những cái loại bình, ly, cốc, thủy tinh, bình đựng nước inox. Về thực phẩm thì theo cái xu hướng cũng như trên thế giới và ở Việt Nam hiện tại thì người tiêu dùng họ lựa chọn những cái thực phẩm mà có nguồn gốc từ thực vật, giảm đạm động vật, nói giảm phụ gia nhân tạo, nói không với thực phẩm biến đổi gen. Vậy thưa anh, là anh có thể chia sẻ một chút là trong khoảng thời gian triển khai ở đây thì khách hàng đã quan tâm đến cái điểm kinh doanh xanh của mình như thế nào ạ? Mặc dù là mới triển khai thôi, thì nhưng mà trong cái thời gian mà đơn vị thực hiện ở đây thì cũng đã thấy là rất nhiều người dân đi qua và quan tâm đến những cái sản phẩm mà trưng bày ở đây là có nguồn gốc từ thiên nhiên, từ những cái chất liệu mà không làm ảnh hưởng đến môi trường. Hy vọng cho thời gian tới thì là cái xu hướng tiêu dùng xanh trên địa bàn tỉnh là được người dân tiếp nhận và ngày càng phát triển. Mình cũng là một người tiêu dùng, mình cũng rất hay đi siêu thị. Thì cái tiêu chí của mình ý, là sẽ lựa chọn những cái thực phẩm mà nó an toàn cho sức khỏe, cho cả gia đình, và nó đồng thời sẽ bảo vệ môi trường. Các sản phẩm xanh này rất là hữu ích và đem lại rất nhiều cái sản phẩm mà bây giờ mình mới nhìn thấy và mình mới biết đây là những cái sản phẩm nó thân thiện với môi trường. Vâng, thưa quý vị và các bạn, kinh doanh xanh thì nhằm hình thành một thói quen tiêu dùng xanh, để người tiêu dùng có thể được sử dụng các cái sản phẩm xanh, thân thiện và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, để tốt cho sức khỏe cũng như là góp phần bảo vệ môi trường sống. Và hy vọng rằng điểm kinh doanh xanh này thì sẽ luôn được duy trì và nhân rộng. Và đến đây thì chuyên mục Sống Xanh tuần này của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.